Ok, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Vừa qua một số anh em có vào hỏi mình là về cái con chim bổi nuôi lên có giữ nhà được không? Thì xin nói với anh em luôn là cái con chim bổi thì nuôi lâu thì cũng nó cũng có thân chủ nha. Còn về giữ nhà thì rất là khó nha anh em nhé. Anh em mà muốn nuôi cái dòng này để cho nó giữ nhà, trước mình có một con nhưng mà đấy con đấy là con mái. Để giữ nhà thì anh em nên ra tiệm là tìm cái con chim non nhé. Con chim non mình nuôi từ nhỏ lên, đó. Mình thả nó lòng dòng ở nhà thì nó giữ nhà rất là hay nha anh em nha. Nó phát hiện người rất là xa. Nó phát hiện người xa lắm, tức là phát hiện người lạ xa lắm, là lúc đó nó kêu dữ lắm. Mà nếu mà nuôi chim non lên là để giữ nhà thì anh em nên chọn những con mái. Con mái thì nó hay hơn. Mình hồi trước cũng có hai con, mà con trống con mái, nhưng mà con mái là nó giữ nhà tốt hơn anh em nhé. Mình treo ở đầu ngõ, đầu cổng cách vài trăm mét là nó phát hiện người lạ là nó kêu rồi. Đó. Kể cả những con gì lạ là nó kêu. Đó. Nó kêu dữ lắm. Nó kêu là mình đang ngủ hay gì đây, nó cũng phát hiện được tiếng kêu nó khác đi. Giống như con chó nha. Chó mà nó có người lạ vô là nó sủa khác, còn nó sủa, nó bắt những cái con rắn con này kia nó sủa khác. Thì mình nuôi thì mình biết thôi. Đó. Thì một số anh em lên có hỏi mình là con chim bổi, chim bồ trao khứa đầu bạc ấy, chim bồ trao này nó, con bổi nuôi lên nó có giữ nhà được không, thì mình trước mình nuôi rồi, nên là mình không có, mình thấy con này là con bổi là giữ không được nha anh em nhé. Thì chắc chắn là nuôi lâu thì nó sẽ có cái tố chất đó thôi, nhưng mà cái là nó không bằng con non anh em ạ. Thì tốt nhất là không có phí thời gian với lại mất tiền thì anh em cứ mua tìm cái con non ạ. Con non bây giờ ngoài tiệm nó cũng khoảng 200 mấy 300 ngàn con thôi, trẻ mà con nào nó ăn khỏe khỏe trong chọn, không có cần phải con trống con mái, con trống gì. Có con mái đấy, nếu mà nó để nó giữ nhà còn tốt. Như con này, con này là con chim mình già này, nuôi được 3-4 năm rồi đó, nhưng mà nó thấy những cái gì lạ nó cũng kêu đó. Nhưng mà đối với người ấy thì nó không kêu đó. Chứ còn hồi trước mình có con kia, con chim mái là thấy người lạ là nó kêu. Nhưng con này thấy người lạ nó không kêu. Nó kiểu như là nó cũng bay lượn thôi, nó không kêu. Gặp con mái kia là nó kêu dữ lắm. Đấy, xin chào anh em nhé. Thì mình xin trao đổi với anh em ngắn gọn để anh em mình nói cho bạn nhé. Đấy, mình cho con kia nó tắm, bây giờ cho con này tắm luôn, giờ tắm xong rồi phơi nắng tí.